Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714 985 và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480, 714-756-1074 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 chín. Trở lại với phần thứ tư của cà phê sáng ngày hôm nay thì thưa với quý vị ngày hôm qua Ngọc Lan nói về con chó cảnh khuyển sau khi mà nó trở nên hung hăng đó thì à, mặc dù là người ta cố gắng à, để cho nó à, à, tốt đẹp hơn nhưng mà cuối cùng thì vì cái sự hung hăng của nó mà người ta đã phải bắn nó chết à, ngày hôm nay thì cũng có một cái tin nữa cũng nói về con chó nhưng mà cái tin ngày hôm nay nó vui hơn nhiều hơn là cái tin buồn của ngày ngày hôm qua con chó này là con chó bẹt dê đức nha quý vị nha nó tên là tinsley đó thì mới đầu thì cảnh sát ở new hampshire người ta nhận được một cái tin là có một con chó bẹt dê đức chạy trên cái xa lộ 89 ở ngay cái khu vực đó mà giữa trời tuyết lạnh như vậy nè thì cảnh sát mới điều động hai ba xe đi tới để kiếm con chó này mà khi tới gặp được con chó này rồi đó thì họ tính xuống để mà bắt con chó mang về có thể truy tìm ra người chủ của nó sau đó hay là ban trả lại cho chủ của nó hay là mang đưa cho cái nơi mà giữ thú y đó thôi giữ 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 con những con thú vật trẻ hoang đó thì uh, con chó nó không có nghe là theo là cảnh sát nó đứng lại mà nó chạy theo nó chạy nó chạy về hướng bắc đó thì hai ba xe cảnh sát đi theo nó cứ chạy tới chạy lui rồi nó lên cái đường này nó vào cái đường kia nó xuống đường nọ đó thì cảnh sát mới phát hiện ra là một cái khúc trên xa lộ nó bị cong một cái cái đường mà nó chặn cái lối mà đi xuống cái đèo đó ừ. nó hơi bị cong bị móc họ nghi nghi rồi thì họ mới đi theo con chó đi xuống dưới đó nhìn thấy có một cái xe pick up truck bị lật oh. mà cái người chủ thì bị văng ra khỏi xe nằm ừ. ở gần đó. đó thì khi mà họ đi theo con chó này tới nơi thì họ cũng ngạc nhiên vô cùng khi dắt cảnh sát tới nơi được rồi thì con chó nằm cạnh chủ của nó chờ cho đến khi xe cứu thương là các người mà chuyên viên y tế tới để mà tiếp tiếp cứu cái anh này đó thì cái anh này có tên là cam à, tôi nhìn thấy cái tên đâu mất tiêu đây nè anh có tên là cam laundry anh này nói rằng là tôi cũng không biết lại sao con chó nó thông minh đến như vậy nữa một mình nó mà khi mà lật cái xe đó thì trên xe này có hai người một người thì có con chó bẹt dê và một người thì có một con chó uh, bulldog đó cái con chó bu nó cũng chạy lên trên xa lộ nhưng mà nó bị xe khác tông chết rồi Ôi trời đó nhưng mà con chó này đó thì không bị nhưng mà con chó này nó lại dắt cảnh sát đi xuống ừ. tận nơi cái xe bị lật và cứu được người chủ thì ông chủ nói rằng là tôi cũng không biết tại sao nó thông minh đến cái cỡ mà nó chạy lên đó rồi nó dắt người lạ xuống wow. đây để cứu tôi và ông nói rằng là kỳ này là thưởng cho nó được một đĩa đồ ăn nóng mà cho tính tôi làm cho nó vinh danh nó <laughs> kêu chuyện hay quá cảm động quá à, bởi vì vì những cái điều đó cho nên nhiều người người ta vẫn rất là thích nuôi chó là như vậy chứ nếu mà chỉ đọc những cái con chó chuyên môn cắn người ta cắn chết người ta thì chắc chắn ai buồn nuôi chó nữa à, thưa quý vị à, trở lại với lại à, tin việt nam thì ngày à, hôm qua à, trong chương trình cà phê sáng thì Ngọc Lan có nhắc đến tỉnh thất bồng lai mà bây giờ đổi tên là thiền am bên bờ vũ trụ đó người ta đang điều tra những cái vụ mà liên quan đến những người đang sinh hoạt và sống tại đây thì trong đó bây giờ ngày hôm qua đó thì cảnh sát đã bắt đầu điều tra gọi là khẩn cấp về cái tội loạn luân ở những cái người mà sống ở đây À, nhiều người đã biết tịnh thất bồng lai họ bắt đầu nổi tiếng là kể từ năm 2017 khi có hình ảnh của một người sư à, cô trẻ chỉ mới có 15 tuổi thôi à, mặc áo nâu sòng rồi đội cái nón để che đi cái đầu à, đã được cạo trọc của mình á, lên để tham gia một cuộc thi hát à, và cô hát một cái bài của Trịnh Công Sơn mà tiếng hát đó rất là hay thì lúc đó người ta ngạc nhiên ở oh, tại sao mà có một cái cái đi cô trẻ như vậy xuất hiện thì người ta biết rằng cô đó sống ở trong cái nơi gọi là tịnh thất bồng lai rồi qua năm sau nữa thì lại đến hai người um, gọi là cũng là người đi tu ở đó hai người đàn ông cũng thi hát và cũng hát rất là hay nhưng mà đặc biệt từ năm 2019 đó với hình ảnh của năm chú tiểu nhỏ xíu ở trong tỉnh thất này đi thi thách thức danh hài và tạo nên những cái tiếng cười và thu hút cái sự chú ý của khán giả đó thì người ta lại càng biết nhiều hơn về nơi này họ biết rằng là nơi này là nơi nuôi những người trẻ mồ côi là điển hình như là năm cái chú tiểu nhỏ này nhưng mà lại rất là tài năng à, họ có thể mang đến được cái sự ngạc nhiên cho khán giả khắp nơi khi mà ai xem cái chương trình thách thức danh hài nhưng mà rồi sau đó đó thì bắt đầu khi mà những cái người này nổi lên thì bắt đầu những cái kênh youtube liên quan đến năm à, chú tiểu này liên quan đến những người ở tỉnh thất bồng lai cũng được thành lập và cái số người người ta theo dõi người ta coi người ta subscribe đó, rất là nhiều lên đến cái youtube của hai chú tiểu này của năm chú tiểu này lên đến hơn 2 triệu người thì cái tiền họ thu vào đó cũng được rồi những cái mạnh thường quân người ta nghe tình cảnh của năm chú tiểu này mồ côi sống ở trong chùa như vậy thì người ta cho tiền cũng nhiều nữa tức là họ thu được tiền rất rất là nhiều nhưng mà sau đó bắt đầu có một cái những cái được tung ra rằng là tỉnh Thất Bồng Lai này là một cái cách trá hình. À, những cái đứa bé này á, là nó có cha, có mẹ chứ không phải là những đứa bé mồ côi giống như là họ nói. Và chưa kể đó, cái người mà à, giống như là chịu trách nhiệm ở trong cái tỉnh Thất Bồng Lai này rồi sau đó đổi là Thiền am bên bờ vũ trụ đó, à, đó là ông Lê Tùng Vân, năm nay 90 tuổi. Thì người ta nói là ông chính là bố của tất cả những uh, chú tiểu hay ni cô trẻ ở trong cái chùa này thì bây giờ nói là nó, nó là một cái mối quan hệ rất là chằng chịt với nhau uh, ông này có vợ xong rồi sanh ra những người con rồi xong rồi ông này lại lấy em gái của ông cũng lại sanh ra những cái đứa trẻ được nuôi trong đó rồi xong rồi ông ta lại lấy chính con ruột của mình để sanh ra thì tất cả những cái điều đó nó đang là làm cho người ta cảm thấy là kinh ngạc thì bây giờ nói là sau khi đã đã có những cái xét nghiệm adn và cảnh sát đưa ra thì bây giờ đang điều tra về cái tội loạn luân ở đây ra làm sao và nó nó dấy lên một cái làn sóng người ta bắt đầu đang chỉ trích rằng là có hai nguồn dư luận một bên thì họ vẫn binh vực những người sống ở đây họ nói rằng là có thể là một cái um, gọi là xử lý khủng hoảng truyền thông của Việt Nam để mà che giấu đi cái vụ Việt Á đang làm mọi người rúng động nhưng một bên họ nói là đây là một sự thật là về những cái trò mà lợi dụng tôn giáo để mà mua những cái lợi ích cá nhân và làm đánh động vào cái cái lòng thương cảm trắc ẩn của con người thì tiếp tục cái vụ này trong thời gian tới như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ à, tường thuật đến quý vị. À, sáng hôm nay đó thì theo như một số người dân cho biết đó, thưa quý vị đây là cái hình ảnh của thiền am bên bờ vũ trụ thì họ đang xây dựng thêm một căn nhà hai tầng hoặc là có thể ba tầng ở kế bên nhưng mà sáng hôm nay thì tất cả mọi cái công trình này đã đang bị tạm dừng lại hết. À, người dân ở đây cho biết từ từ sáng ngày mùng 4 tháng 1 đó thì rất là nhiều công an đã bao vây cái khu vực này đến nỗi là những cái người mà sinh sống ở ngay đây đó họ cũng không thể ra vào khu vực này được và họ bị kiểm soát rất là chặt chẽ. À, tất cả những cái gì đó thì họ nói rằng là nhiều xe đã tới đây để chở những cái hồ sơ những cái gì mà công an nói rằng là để là phục vụ công tác điều tra ra khỏi ngôi chùa này. À, theo như một số youtuber thì cũng đi canh chừng cái vụ này là họ chỉ đứng từ xa thôi Và sau 2 hoặc là 3 ngày đó thì họ không thu hoạch được có tất cả những hình ảnh gì cả Vì công an đâu có cho vào, công an nói là đây là công việc đã, đang được tiếp tục điều tra cho nên không có được chụp ảnh quay phim gì cả Thì họ đã kéo đi rồi Người dân ở đây cho biết thì tới sáng ngày hôm nay là ngày 6 tháng 1 đó thưa quý vị ở tại Việt Nam đó thì những người mà ở trong khu vực gần ở đây đó thì mới được phép trở vào một cách đó, bình thường trở lại nhưng mà cũng có rất nhiều công an đứng chung quanh để mà theo dõi coi là những người này làm những cái gì và không cho họ chụp hình vân vân. Đây là một cái cái khu này đó thì uh, chung quanh thì thấy là đồng cỏ rất là nhiều, đồng ruộng lúa này kia, chỉ có một ít nhà dân ở chung quanh đây thôi. Uh, nhiều người ở chung quanh khu vực này nói là cái nơi này đó cái tịnh thất đã bồng lai hay là thiền am bên bờ vũ trụ này đó từ ngày có mặt ở đây đó họ cũng chưa bao giờ được vào trong này ừ. để mà cúng bái hay gì cả họ chỉ thấy là cửa đóng chín mít từ sáng tới tối mà không không biết là nghe nói đâu trong này là có sư cô trẻ rồi có mấy vị sư rồi có con nít này kia năm nhiều lắm nhưng mà hiện tại đó thì như ngọc lan nói đúng lắm tại vì cái kênh youtube của tức là không phải là một nhá mà hàng trăm kênh youtube với những cái uh, liên quan tới tình thất bồng lai like này đó thì đã được đưa lên mạng rồi nhiều người vô subscribe rồi đăng ký để uh, coi theo dõi cũng mang về một cái nguồn lợi nhuận và trong khi đó thì họ cũng kêu gọi sự đóng góp từ thiện nữa của trong nước và ngoài nước về để nuôi các em mồ côi này wow nói chung là đây là một cái vụ khá là ầm ĩ tại vì họ là những người năm chú tiểu đó thì nhiều người thích và phải công nhận rằng là xem năm chú tiểu đó diễn người nào hướng dẫn cho họ thì những cái người này phải là những người có tài chứ không phải là chỉ vì lòng thương cảm cho nên họ xuất hiện người ta cho tiền mà những người đó là họ thật sự là giỏi nhưng mà đằng sau nó là cái gì nữa thì người ta đang chờ xem cái kết luận cuối cùng điều tra ra làm sao. Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai. Và ngay sau Cà phê sáng sẽ là Thời sự Thế giới cùng với Hoàng Cẩm Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị. năm mới hãy làm điều gì đó cho sức khỏe của quý vị. Hãy đi thử các xét nghiệm có thể phát hiện cho ung thư trước khi ung thư phát triển. Nếu phát hiện sớm bệnh ung thư, khi đó có thể dễ dàng điều trị hơn. Trong cuộc sống của chúng ta nên kiểm soát thường xuyên vì xét nghiệm ung thư cứu sống nhiều người. Ở tuổi 25 hãy xét nghiệm cổ tử cung, ở tuổi 45 bắt đầu kiểm tra đại trực tràng và vú, ở tuổi 50 hãy thảo luận về việc kiểm tra phổi với bác sĩ. Nhiều xét nghiệm có sẵn miễn phí hoặc được bảo hiểm chi trả. Quý vị nên nói chuyện với bác sĩ về những xét nghiệm ung thư phù hợp với quý vị. Hãy gọi 1800 227 2345. 1800 227 2345